Chào các bạn, hôm nay Shop Nam Lê xin giới thiệu với các bạn về một bộ mỹ phẩm chăm sóc da mới đến từ đất nước Hàn Quốc, một đất nước rất là nổi tiếng về công nghệ làm đẹp nói chung cũng như là công nghệ chăm sóc da nói riêng cho chị em phụ nữ châu Á chúng ta. Trước mặt các bạn đây là bộ mỹ phẩm có tên là Lan Hue, xuất xứ từ Hàn Quốc, mang thương hiệu độc quyền của hãng Lan Hue Sue Jisil sản xuất. Sau rất là nhiều năm nghiên cứu về làn da của chị em phụ nữ châu Á, cũng như là nghiên cứu về các cái thành phần và nghiên cứu về công nghệ để chế biến ra các cái sản phẩm chăm sóc da cho chị em phụ nữ châu Á, thì hãng Lan Hua Su Jisil đã cho ra đời bộ sản phẩm mới mang tên là Lan Hua, chuyên chăm sóc da, điều trị nám sạm tàn nhang đồi mồi, mờ vết thâm mụn cho chị em phụ nữ châu Á chúng ta. Công nghệ này là độc quyền của hãng Lan Hua, với dưới sự kết hợp của rất nhiều thành phần tự nhiên, trong đó có thành phần nhân sâm của Hàn Quốc. Thành phần này sẽ giúp cho làn da của chị em phụ nữ chúng ta loại bỏ được hoàn toàn các vết nám sạm tàn nhang cũng như là dưỡng trắng rất là tuyệt vời. Đây là mặt trước của bộ sản phẩm. Còn đây là mặt sau của bộ sản phẩm. Các chị em nhận hàng sẽ được kiểm hàng trước khi thanh toán và các chị em có thể kiểm hàng bằng việc tải iCheck về để check mã vạch nhé. Đây, chúng ta sẽ vào CH Play tải iCheck về và mở cái iCheck lên. Nhấn vào đây. Các chị sẽ dí cái này vào. Đó, nó đã hiện lên rồi đấy. Nó vừa mới chiếu vào cái mã này là đã hiện lên rồi. Lan Hua, bộ sản phẩm trị nám cao cấp. 1.950.000 đồng là giá niêm yết của sản phẩm. Nhưng hôm nay, Shop Nam Lê sẽ ưu đãi 50 chị em đầu tiên được xài thử các sản phẩm này, sản phẩm mới này với giá rất là ưu đãi, chỉ có 999.000 đồng một bộ thôi các chị nhé. 50 chị em đầu tiên thôi ạ. Bây giờ em sẽ mở cái bộ sản phẩm này ra cho các chị thấy bên trong có gì nhé. Đó, đây là bên trong của nó có một tờ hướng dẫn sử dụng như các chị nhé. Tờ hướng dẫn sử dụng này hiện tại chưa có tiếng Việt các chị ạ. Chỉ hoàn toàn bằng tiếng Hàn và tiếng Anh thôi. Các chị nhận hàng thì sẽ được shop hướng dẫn sử dụng rất là cụ thể. Bên trong bộ sản phẩm sẽ gồm 5 món. Đó là kem ngày, kem đêm, serum, kem chống nắng và sữa rửa mặt. Đặc biệt là cái kem ngày kem đêm này dung lượng của nó nhiều, nó không 0,20 ml như các cái sản phẩm khác mà là 30 luôn, 30 gram luôn các chị nhé. Kem ngày thì sẽ có cái hình ông mặt trời này, kem đêm sẽ có hình ông mặt trăng này. Nhìn bộ sản phẩm rất là sang chảnh, bộ sản phẩm này các chị em có thể là dùng để xài hoặc là mua để biếu mẹ, biếu thầy, biếu mẹ, biếu cô, biếu chị, biếu em gì đó. Để tặng. Đây là chai serum. Chai serum này có dung tích là 40 ml. Đây là chai kem chống nắng này, rất là nhỏ gọn. Rất là nhỏ gọn, tiện dụng. 60 ml. Chai sữa rửa mặt 120 g. Về tác dụng của bộ sản phẩm này thì em sẽ giới thiệu từng lọ cho các chị được biết ạ. Trước hết là kem ngày. Đây, lọ kem ngày của chúng ta đây. Em sẽ mở nắp ra cho các chị thấy. Đây, chất kem ngày của chúng ta sẽ có màu mịn, sáng như sữa chua nhé. Mùi thơm rất là dễ chịu. Có mùi nhân sâm nhẹ nhẹ bên trong. Rất là dễ chịu, sánh mịn các chị nhé. Có kết cấu lỏng mịn để giúp cho rất là dễ thẩm thấu vào bên trong da của chúng ta mà không bị bết rít, không bị nhờn.
Nó sẽ thẩm thấu ngay vào bên trong da của chúng ta để dưỡng da cho chúng ta. Loại kem này thì sẽ có tác dụng là điều chỉnh hoàn toàn, tuần hoàn, điều chỉnh tuần hoàn cái lượng máu ở dưới da của chúng ta này, khôi phục chức năng điều tiết sinh lý bình thường của da. Khôi phục chức năng điều tiết sinh lý bình thường của da, đồng thời nó còn bổ sung collagen nữa, giúp đẩy nhanh quá trình phân giải, chuyển hóa các sắc tố đen là cái sắc tố melanin đó các chị, mà nó đã tạo nên nám sạm tàn nhang của chúng ta đấy. Trả lại cho chị em chúng ta một làn da trắng sáng, ngăn ngừa sự lắng đọng của các cái sắc tố đen dưới biểu bì da, giúp cho da của chị em chúng ta là luôn sáng bóng mềm mịn nhé. Đó là hũ kem ngày. Em sẽ để đây. Tiếp theo là cái hũ kem ban đêm. Cái hũ kem ban đêm sẽ có hình ông mặt trăng ở đây nhé. Nhìn hũ kem rất là sang chảnh này. Chất kem ban đêm thì sẽ có màu vàng nhẹ các chị ạ. Có màu vàng nhẹ nhé. Đó, có màu vàng nhẹ. Thơm, mùi thơm rất là dễ chịu, hắc hơn cái mùi kem ban ngày một xíu. Mùi thơm rất là tuyệt vời, dễ chịu nhé. Chúng ta bôi lên da là bôi đến đâu nó thẩm thấu đến đấy, nó không có chuyện mà bôi lên mà nó còn lộ nguyên cái vân kem bên ngoài. Nếu bôi lên mà còn lộ nguyên vân kem bên ngoài thì không phải hàng chính hãng của Lan Hua này đâu các chị nhé. Kem ban ngày ban đêm là thuộc dạng kem dưỡng nên bôi lên đâu nó thấm đến đó. Kem ban đêm sẽ có tác dụng là triệt tiêu hoàn toàn gốc gây nên sắc tố đen của làn da chúng ta, tái tạo sản sinh tế bào mới cho da của chúng ta vào ban đêm. Chính vì vậy mà các chị em sẽ bôi cái sản phẩm này trước khi đi ngủ chứ không nên bôi sớm. Các chị xong xuôi công việc hết rồi, rửa sạch sẽ mặt mũi, đắp mặt nạ gì xong xuôi hết rồi, các chị sẽ bôi cái kem này rồi đi ngủ luôn, chứ không nên bôi sớm nha các chị nhé. Loại kem sẽ có tác dụng là bảo vệ cấu trúc của da, phục hồi độ săn chắc, cũng như là se khít lỗ chân lông và làm trẻ hóa tế bào da cho làn da của chị em chúng ta đấy. Đặc biệt là dùng lâu dài, cái hũ kem đêm này sẽ có khả năng là lấp đầy cái sẹo rỗ, cũng như là hỗ trợ trị mụn và vết thâm do mụn rất là hiệu quả ở cái loại kem ban đêm này các chị nhé. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cái kem chống nắng. Kem chống nắng này nó dạng là BB, BB lỏng các chị nhé, sệt sệt đấy. Nhỏ gọn, rất là nhỏ gọn, tiện lợi cho chị em chúng ta. Tác dụng của kem chống nắng thì các chị đã biết rồi. Có tác dụng là giúp cho làn da của chúng ta chống lại các tia cực tím. Đây này, dạng BB này các chị này. Chống lại tia cực tím, tia cực tím của chúng ta, tia cực tím mà nó vào da của chúng ta nó sẽ rất rất là hại. Nó sẽ khiến cho làn da của chúng ta lão hóa rất là nhanh, nó gây nám sạm và nó gây nhăn nheo lão hóa rất là nhanh. Các chị nhìn nha. Đặc biệt là cái kem chống nắng này bôi mịn, rất là mịn, không lộ vân kem, các chị thấy chưa? Đấy, em mới bôi có một tí thôi mà đã thấy trắng rồi. Giúp cho chị em chúng ta còn có thể là dùng để make up mỗi khi mà đi làm, nhất là các chị em làm văn phòng công ty. Bôi đến đâu là nó mịn đến đấy, không lộ, mà chúng ta trang điểm mà như không trang điểm. Rất là tuyệt vời ở cái kem chống nắng này. Mùi thơm thì cũng rất là dễ chịu. Đây là em mở ra cho nhanh, còn các chị dùng là các chị dùng như thế này này. Em cứ hay quen dùng như thế, các chị dùng, các chị xịt cho như thế này nhá. Đó, xịt cho như thế này rất là dễ. Đây là loại serum. Loại serum các chị thấy đẹp chưa, sang chảnh chưa? Có cái vòi này các chị chỉ cần nhấn này. Nó sẽ có cái vòi điều chỉnh như thế này, các chị sẽ nhấn. Đó, các chị sẽ nhấn ra. Nó sẽ không ra nhiều quá mà không ra ít quá, giúp chúng ta dùng rất là dễ dàng. Dùng rất là dễ dàng. Serum sẽ có tác dụng là dưỡng da, nâng cơ chống nhăn, giúp cho làn da của chị em chúng ta được căng mịn, đàn hồi và căng tràn sức sống nhé. Cái làn da của chúng ta sẽ được se khít này, săn chắc này, căng mịn này. Bởi vì trong cái lọ serum này có chứa rất là nhiều thành phần của chiết xuất từ cánh hoa hồng ấy các chị. Cánh hoa hồng đấy rất dễ hấp thu vào da, và nó hấp thu vào da đến đâu thì nó sẽ cải thiện các cái vết thâm, các cái vết nám trên làn da của chúng ta, giúp da của chúng ta đều màu và đồng thời là se khít lỗ chân lông nhé. Tiếp theo là cái lọ sữa rửa mặt. Cái điểm đặc biệt ở lọ sữa rửa mặt này khác với những sản phẩm khác
đó là nó thiết kế ở cái nắp đây này. Nó thiết kế ở cái nắp đây này, đây các chị nhá. Bên ngoài nó có cái đầu cọ này, bên ngoài là nó có cái đầu cọ này, đầu cọ silicon. Các chị rửa mặt các chị sẽ cà như thế này. Nó mát xa da mặt của chúng ta rất là thích. Các chị sẽ cà nhẹ nhàng như thế này sẽ giúp da của chúng ta sạch sâu bên trong da, và đồng thời nó sẽ thư giãn cái làn da của chúng ta, nó kích thích cái sự sản sinh collagen ở lớp dưới da của chúng ta nhé. Bọt của cái sữa rửa mặt này thì rất là nhẹ nhàng, mềm mịn, giúp làm sạch các bụi bẩn dầu thừa trên da của chúng ta, giúp lỗ chân lông của chúng ta thông thoáng, nhưng mà nó không làm khô da mà nó làm cân bằng độ ẩm cho da của chị em chúng ta. Các chị nhìn này, đấy, sữa rửa mặt đấy nhá. Muốn có làn da đẹp thì trước hết phải là một làn da sạch, nên là cái lọ sữa rửa mặt này không bao giờ, trong quy trình làm đẹp không bao giờ thiếu cái lọ sữa rửa mặt được. Các chị thấy rất là tuyệt vời nhé. Chúng ta rửa xong sẽ có cái nắp này, nắp và rất là vệ sinh, sạch sẽ, vi khuẩn không xâm nhập được. Về cách dùng của bộ sản phẩm này thì các chị sẽ dùng như sau. Các chị sẽ dùng như sau: buổi sáng các chị sẽ rửa mặt. Cái bước này là không thể bỏ qua được đúng không ạ? Cái bước cơ bản nhất rồi. Rửa mặt, sau đó là các chị sẽ xài kem ban ngày, sau đó là các chị sẽ xài kem chống nắng. Ba bước. Buổi tối các chị lại rửa mặt, sau đó là các chị sẽ xài serum, sau đó là xài kem đêm. Lưu ý một số này, đó là cái bước sử dụng chung cho tất cả các chị, nhưng mà em có một lưu ý đối với từng chị khác nhau. Ví dụ như chị mà làn da mà quá khô thì các chị có thể xài serum thêm một bước buổi sáng nữa. Còn đối với những chị mà làn da mà quá nhờn thì các chị xài serum một buổi tối thôi, và các chị bôi mỏng thôi nhé, các chị đừng có bôi dày. Bôi dày nó sẽ khiến cho làn da của các chị nó sẽ nhờn hơn. Để cho nào chúng ta phải điều chỉnh cho phù hợp với làn da của chúng ta. Khi mà bôi thì các chị sẽ đợi cái lớp kem này thấm hết rồi các chị hãy bôi lớp kem khác nhé. Các chị đừng có vội mà nó chưa thấm hết các chị đã bôi, như vậy nó sẽ không có tác dụng cao. Đó, em đã giới thiệu về toàn bộ cái bộ mỹ phẩm Lan Hua xuất xứ từ Hàn Quốc, rất là mới và rất là hot của bên shop em nhé. Các chị có nhu cầu mua hàng thì xin vui lòng liên hệ với số hotline 0359 447339, bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn nhiệt tình và hướng dẫn cụ thể cho các chị về 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 cách dùng cũng như là về chọn bộ sản phẩm nhé. Khi đặt hàng bên nhà em năm thì các chị được kiểm tra hàng thoải mái, em năm cam kết hàng chính hãng, không phải hàng chính hãng, em năm sẵn sàng đền tiền cho các chị 20 triệu đồng cho các chị nhé. Cam kết với các chị như vậy, sản phẩm bên nhà em chỉ có chính hãng, nhập chính hãng từ Hàn Quốc, không bao giờ bán hàng giả hàng nhái. Các chị nhận hàng được kiểm tra, được check mã vạch thoải mái xong rồi mới thanh toán tiền ạ. Các chị có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ số Zalo 0359 447339 giúp em Nam nhé. Chào tạm biệt tất cả các chị.